Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem cấu tạo của một cái đồng hồ nước, đồng hồ size nhỏ từ đen 15 đến đen 40 hoặc đen là còn nói là đen là 60, 50 cũng như là phi 60 mà có nối gen. Đây là cái gen của đồng hồ, hai cái giác to. Thường đồng hồ gen này xài cho bên dân dụng nhiều, đồng hồ nước dân dụng sẽ xài các cái size nhỏ. Đây là cách tháo hai giác co ra, trong đường ống cũng vậy, chúng ta tháo ra như này và chúng ta làm sao đó có một thiết bị sẽ vặn cái này ra. Trường hợp là chúng ta các cái đồng hồ mà chúng ta chưa kiểm định thì hoặc là chúng ta mà sử dụng vào cái mục đích là không cần kiểm định, không cần kiểm định cho các cái nội bộ của mình thì không cần thiết phải, nếu mà khi mà chưa kiểm định thì chúng ta mới tháo ra, còn nếu mà kiểm định rồi thì các bạn quý vị không nên tháo một cái đồng hồ nước ra khi mà đã được công ty kiểm định, người ta đã kiểm định rồi thì là không nên tháo ra. Đây là cái bộ phận của nó. Trước tiên là cái mặt kính thì là nó sẽ có cái gioăng cao su đây. Đây là các cái gioăng, chúng ta nhớ là tháo cái gì ra trước thì chúng ta sẽ lắp vào trước sau này, không có là trường hợp sau này là sẽ bị lắp lộn. Đây là cái ruột của nó. Cái ruột của cái đồng hồ này thì nó rất là, của đồng hồ size nhỏ thì nó rất là đơn giản. Cấu tạo của những cái đồng hồ size nhỏ thì nó cũng như nhau thôi. Đây là cái bộ đếm. Đây là cái vành để cảm nước giữa đầu mặt trong và cái bộ đếm. Đây là cánh quạt và cái trục. Đồng hồ này là thuộc dạng đồng hồ cơ nên là nó không có nam châm. Còn đồng hồ từ nó sẽ có nam châm ngăn cách đây và mặt đồng hồ nó sẽ ngăn cách ở chỗ này. Nước sẽ không lên được trên mặt nên là mặt số nó khô. Còn đây là mặt số của đồng hồ này, khi mà lắp vào thì nó sẽ là mặt số ướt. Đây là cái thiết bị của nó. Đây là cái lồng. Cái lồng thì nó có một cái chốt ở giữa để cho trụ vào cái lỗ này. Thứ hai nữa là lưới. Cái lồng này để có tác dụng là chắn rác và tất cả cái vật cản nhỏ mà nó đi vào trong đồng hồ thì có thể nó sẽ gây ra cái trường hợp là kẹt cánh quạt, hoặc là như đồng hồ cơ thì là phèn nó bám lên trên này thì một thời gian nó sẽ làm cho đồng hồ nó nhanh hỏng. Trình tự lắp lại thì nó cũng rất đơn giản, thì cái này là tháo ra sau cùng thì mình bây giờ mình sẽ làm nó lắp vào trước. Nắp hai cái này vào, sau đó chúng ta đặt cái này vào. Đây là cái bộ đếm. Bộ đếm thì chúng ta nắp cắm cái này vào trước. Khi mà các bạn tháo ra mà có rác ấy, các bạn sẽ rửa sạch nó đi, rửa sạch hết tất cả cái này, làm sao cho sạch như này không có còn rác. Một số bà con xài nước mà ở một số nơi rất là cặn và bẩn thì nó sẽ quấn hết vào đây, có cả tóc nữa. Một số trường hợp tóc hoặc là chỉ nó sẽ quấn vào đây, cánh quạt không thể nào quay được, nên là xảy ra một là trường hợp là đồng hồ sẽ đứng và nó sẽ không quay nữa. Thứ hai là trường hợp nó sẽ chạy chậm lại, hoặc là trường hợp là làm cho đồng hồ chạy sẽ không chính xác. Nên là chúng ta có thể tự động là tự vệ sinh cái đồng hồ này một cách là rất là dễ dàng như vậy. Chúng ta sẽ lắp vào này. Đó, đây là cái bộ ruột. Khi
chúng ta đã lắp hoàn thiện được cái bộ ruột như này vào thì chúng ta đặt vào đây nó rất là dễ. Trường hợp các bạn sợ nó rớt thì các bạn sẽ để cho nó nằm ngang. Và thứ hai nữa là cái khe này. Cái khe này thì chúng ta nên căn cái khe này với lại cái chốt đây, để chốt cho mặt số đồng hồ nó sẽ không có bị di chuyển, nó cố định, nó ổn định. Đó. Đặt cái gioăng này, cái gioăng này là mục đích của gioăng này là làm sao để cho nước nó sẽ không bị xì ra ngoài. Mặt kính chúng ta sẽ lau sạch nó đi và lắp nó lại. Đây là cái ốp. Rồi chúng ta vặn nó vào. Là cái cách để chúng ta vệ sinh cái đồng hồ nước. Một số gia đình thì tự có thể là tháo ráp ra, nhưng mà không nên là tháo các cái liêm chì khi mà đã đồng hồ nước đã được kiểm định ra. Nên là cái này là vi phạm pháp luật, chúng ta sẽ không nên làm như vậy. Đó, làm sao vặn chặt và để cho nước không xì ra được. Đó là tôi hướng dẫn một số cái cách tháo ráp cái đồng hồ này nó ra. Nói chung cơ chế của tháo ráp cái đồng hồ thì nó như nhau hết, tất cả các cái hiệu nó cũng như vậy thôi, hiệu nào cũng vậy. Đây là cái đồng hồ đấy. Một số bà con là thường là mua về nhưng mà khó khăn trong cái việc mà lắp đặt, và nhiều khi có một số cái vệ sinh. Nếu mà khi chúng ta mà muốn tháo đồng hồ ra để kiểm tra xem nó có cặn hoặc là nó có vướng không, là tại sao nó hư, chúng ta nên đi ra các cái cơ quan mà cấp nước hoặc là các cái đơn vị mà có chức năng để tháo cái đồng hồ ra chỉnh sửa thì chúng ta sẽ chỉnh sửa, hoặc có thể chúng ta sẽ phải thay cái mới. Hoặc nếu mà trong hộ gia đình mà xài trong nội bộ, hoặc các công ty mà xài nội bộ để đo các cái từng cái bộ phận mà sử dụng bao nhiêu nước thì chúng ta cũng không cần thiết là nên là chúng ta nên là chúng ta cũng không phải có nghĩa chúng ta không sử dụng các cái đồng hồ mà nó rất là thiếu chính xác để mà lắp vào đó. Và chúng ta có thể vệ sinh ra, vệ sinh và lắp lại để làm sao cho cái đồng hồ nó vận hành nó chính xác. Một số công ty không cần kiểm định, kiểm cho các nội bộ thì chúng ta cũng có thể là tháo ra để vệ sinh nó lại, thì cho nó sạch cái đồng hồ trong bên trong và có thể là lắp lại như vậy. Thì một số trường hợp thì chúng tôi thì cũng đi tư vấn cho khách hàng, nên là có trường hợp chúng tôi đi rất là xa nhưng xuống thì là đồng hồ thực tế thì nó cũng vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà do một số lỗi ví dụ như rác hoặc là tóc nó vướng vào nó không quay thì là chúng tôi đưa về xử lý. Có một số trường hợp mà có kiểm định thì nên đưa ra các cái cơ quan chức năng kiểm định lại, hoặc là hiệu chuẩn lại cái độ chính xác của nó. Nếu mà trường hợp mà đồng hồ mà thiếu độ chính xác thì chúng ta không nên sử dụng và sẽ thay cái mới, và được phải đưa đi kiểm định. Những cái nào mà đưa đi kiểm định là rất là tốt nhất, nên chúng ta không yên tâm về cái chỉ số nó.